hóa và xin hỏi lý do. À quên, xin lỗi. Huấn luyện viên Petrovic ngày hôm nay lý do tại sao ông vắng mặt? Can you say for reason and to the why head coach don't come here? He's little sick. He have health problem. Thứ nhất là vì lý do sức khỏe nên là huấn luyện viên trưởng hôm nay là không có mặt chỉ đạo trận đấu ngày hôm nay. Và điều đó thì có ảnh hưởng gì đến việc chuẩn bị và những cái điều chỉnh của đội ngày hôm nay? Điều và cái sự vắng mặt đấy thì có ảnh hưởng nhiều đến sự chuẩn bị cũng như là cái tính toán những diễn biến trong trận ngày hôm nay. Reason for happen and for reason head coach he don't be here and reason for happen and for now we cannot them say something in the field we don't say for about and he play or not. What he say? We come in the game with fear, with afraid. My players today start game with afraid. Big respect for the Viettel, but when start the game, nobody don't respect. He must to play, and that is football. Viettel miss 2-3 chances. After that, we have 100% chance. We miss. Next attack, Viettel score. That is low in the football. You miss 100% chance, opponent score. Cái điều đó không ảnh hưởng lớn đến chúng tôi. Cái điều mà ảnh hưởng đến chúng tôi là khi mà các cầu thủ của chúng tôi ra sân thi đấu ở sân khách gặp đội Viettel này là các bạn ấy cảm thấy là không tự tin. Thấy sợ hay là cảm thấy không tự tin vào cái trận đấu ngày hôm nay, e dè khi mà gặp cái đối thủ mạnh như Viettel mà lại đá sân khách như thế này. Today win better team. Đây hôm nay đội nào đá tốt thì đội đó đã giành chiến thắng trận đấu ngày hôm nay. But only today. Đấy, chỉ hôm nay. Theo ông có phải tình huống mà Viettel bỏ lỡ cơ hội ở hiệp hai đấy là bước ngoặt lớn nhất của trận đấu ngày hôm nay không? It's a corner and position for Viettel he missed and this goal, this operation he lost. But we don't know how we go game after that. After if we score 2-1, nervous in Viettel players. We don't know what is happening after. After game, everybody know what is happening, but in the game we don't know. Cái gì cũng có thể là biết được nhưng mà riêng cái tình huống đó nếu mà bạn bảo là bỏ lỡ cái cơ hội đó mà là bước ngoặt thì không ai nói trước được điều gì điều đó cả. Có thể là thắng 2-1 nhưng mà có thể là người ta gỡ hòa thì sao, mình không thể nói trước được điều gì khi mà đó là nói là trong bóng đá nói là cái bước ngoặt khi mà chúng tôi bỏ lỡ cái cơ hội của cầu thủ số 8 Viettel. Okay. Cảm ơn các bạn.